Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Wow TV. Các bạn thân mến, có ai còn nhớ ngày xưa muốn cắt tóc chỉ mất có 20.000 ra chỗ mấy bác già ở vỉa hè là mấy anh con trai đã có quả đầu đinh ưng ý rồi. Còn mấy đứa con gái như tụi mình thì toàn được mẹ cắt tóc cho thôi, phải không nào? Nhưng mà bây giờ khác xưa rồi, việc cắt tóc còn đi kèm thêm nhiều dịch vụ như là nhuộm, hấp, dưỡng, gội đầu, massage. Nên là mỗi lần mình đi cắt tóc hay gội đầu ở các salon là tóc cứ bồng bềnh óng mượt mà lại sảng khoái hết cả cái đầu. Còn mấy con trai thì cũng đẹp trai lên mấy phần. Mà giờ đi cắt tóc thì có khi các anh con trai còn bị các chị em cấm cửa ấy chứ. Bởi vì một số tiệm cắt tóc lớn bây giờ có cả sẵn một dàn chân dài chào đón ngay từ cửa rồi. Bảo sao có một số anh chàng chăm đi cắt tóc thế. Nhưng các bạn có tò mò là mấy anh nước ngoài sang Việt Nam mà tới những tiệm cắt tóc chân dài này thì họ có cảm nghĩ như thế nào không? Vừa qua A đã vô tình tìm thấy một đoạn video có tiêu đề Trải nghiệm thiên đường với 1.000 yên, cắt tóc ở Việt Nam thật tuyệt vời của một YouTuber người Nhật Bản có channel Acid Jack. Theo đó, anh chàng này đang lang thang ở thành phố Hồ Chí Minh thì thấy một quán cắt tóc mà bên trong lại có cả một dàn chân dài, váy xanh ngồi ở cửa. Anh chàng này ban đầu cho rằng đây là một cửa hàng cắt tóc trá hình nên quyết định vào đó hỏi. Ai ngờ anh chàng cũng được các cô gái săn đón ngay từ cửa và giới thiệu dịch vụ bên mình. Sau một hồi thì có một cô nàng trông rất là mờ lem đã đưa anh chàng này lên lầu để trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ như là massage, gội đầu. Cuối cùng, anh chàng này ra về và được cô gái này khen thêm là đẹp trai chứ. Theo chia sẻ của anh chàng thì tất cả dịch vụ ở đây chỉ hết có 200.000 và vô cùng sảng khoái. Trải nghiệm ở đây cũng vô cùng khác lạ, dù anh ta đã đi rất nhiều nơi trên thế giới cũng chưa gặp bao giờ. Còn ở bên dưới thì Ad để ý thấy có rất nhiều anh con trai Nhật Bản khác cũng đã nhao nhao lên hỏi địa chỉ quán cắt tóc này để đi một lần rồi đấy. Muốn biết cư dân mạng Nhật Bản đang nghĩ gì sau khi xem trải nghiệm này không? Hãy cùng Ad điểm qua những bình luận hấp dẫn nhất nhé! Những cô gái rất dễ thương, làm việc rất lịch sự và có nụ cười tốt. Tôi cảm thấy đấy là một cửa tiệm làm tóc rất nổi tiếng ở Việt Nam. Tôi thực sự muốn đi. Tôi đã đến thành phố Hồ Chí Minh vào tháng trước, nhưng tôi muốn đi lần nữa. 29 năm trước, tôi sống ở Bangkok khi mới 20 tuổi và đồng thời đến thăm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 10 lần một năm. Tôi thực sự nghĩ rằng thành phố Hồ Chí Minh đã bắt chước Bangkok trong loại hình cắt tóc gội đầu thư giãn này. Nó đã xuất hiện ở Bangkok khoảng 30 năm, nhưng nó không xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm đó. Đây mới thực sự là dịch vụ cắt tóc tốt nhất. Có những người phụ nữ đẹp như vậy phục vụ hay sao? Tôi muốn đi. Nhưng cô gái này quả là bậc thầy về lôi kéo khách hàng và giao tiếp. Tôi đã từng đến một tiệm cắt tóc ở Việt Nam, nhưng tôi chưa từng thấy cửa hàng nào như vậy. Đây mới gọi là tốt nhất. Đó là một cửa hàng tốt với mức giá tương đối thấp mà chúng ta không cần phải có bất kỳ nghi ngờ nào. Bộ đồng phục quá sexy, nếu như thay một người phụ nữ xinh đẹp như vậy bằng một người đàn ông, tôi sẽ chỉ biết cười toe thôi. Tôi cũng muốn bạn tìm hiểu xem có cửa hàng nào như vậy ở Hà Nội không? Lần sau tôi sẽ ra Hà Nội và tôi muốn đi làm tóc. Tôi tên là San và tôi cảm thấy thật thú vị. Tôi cảm thấy tốt khi mà đi cắt tóc lại còn có thể được vệ sinh tai nữa. Tôi chưa bao giờ yêu cầu làm điều đó, vì vậy tôi rất muốn thử. Massage ở Việt Nam thật thú vị. Tôi đã đi đến cả những nơi có dịch vụ đặc biệt và bình thường, nhưng cả hai đều tốt. Chỉ có điều họ ngoái tai tôi hơi đau và tôi hơi sợ khi làm điều đó. Tôi chưa từng nghe tới điều này ở Việt Nam. Tôi chỉ biết Việt Nam là hoa hậu số 1 châu Á, nhưng những cô gái này còn xinh hơn cả hoa hậu. Tôi muốn đến Việt Nam trải nghiệm cảm giác này một lần. Tại sao nó rẻ như vậy? Dầu gội đầu có vẻ tốt. Tôi ước có dịch vụ như thế này ở Nhật Bản, nhưng cái đó nên dành cho phụ nữ. Đó là một cửa hàng giá cao dành cho người nước ngoài. Nếu bạn là người địa phương, giá cả sẽ rẻ hơn và bạn có thể chọn một dịch vụ thôi cũng được, chứ không cần phải làm toàn bộ. Xin chào, tôi sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh vào tháng tới. Tôi muốn đi đến nơi như thế này. Bạn có thể cho tôi tên đường hoặc địa chỉ được không? Cảm ơn, tôi rất cảm kích. Có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp ở Việt Nam và Philippines và người phương Tây cho rằng họ là những nước châu Á có phụ nữ đẹp nhất. Nhưng nếu được chọn thì chắc chắn là một người đẹp Việt Nam. Vì Philippines theo đạo Thiên Chúa và sát với Hoa Kỳ nên nhan sắc có phần phóng khoáng. Nhưng Việt Nam lại có nhiều mỹ nhân chính thống với mái tóc đen, đậm chất Á Đông. Tôi hy vọng ở Nhật Bản cũng có dịch vụ rẻ như vậy. Gần chợ Bến Thành cũng có một tiệm cắt tóc như vậy. Tiệm cắt tóc phong cách Hàn Quốc gần sân bay có giá rất rẻ, chỉ với 240.000 đồng, bao gồm tất cả mọi thứ bạn yêu cầu.
Những cô gái này rất xinh đẹp và hiếu khách, nhưng đáng lẽ họ nên trau dồi tiếng Anh giao tiếp tốt hơn. Một dịch vụ thiên đường đúng là chỉ có ở Việt Nam. Tôi sẽ đặt vé đến Việt Nam vào mùa hè tới. Cảm ơn anh vì đã quay video này cho chúng tôi, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn gái hoặc mẹ anh không xem được chúng nhé. Chúc anh may mắn! Lần đầu tiên tôi biết ở Việt Nam có những dịch vụ thế này. Vậy mà năm ngoái tôi đến, tôi và các chàng trai chỉ biết đi tắm biển, chụp ảnh và thưởng thức các món ăn. Thật lãng phí! Sao họ lại để phòng gội đầu có lượng ánh sáng thấp như vậy nhỉ? Tôi thấy hơi nghi ngại. Khi tôi để ý xem đoạn video này, tôi thấy rất nhiều con trai vào bình luận, chứ không có mấy cô con gái cả. Nhìn căn phòng nơi anh ta gội đầu thật là u tối và kỳ lạ, là nơi đây chỉ toàn thấy đàn ông đến làm dịch vụ, chứ tôi không thấy có con gái, ngoài các cô gái nhân viên. Những cô gái này thật là xinh đẹp, trông họ còn đẹp hơn cả phụ nữ Nhật Bản vậy. Tôi thấy quán cắt tóc này khá giống một khu phố đèn đỏ ở Nhật Bản, nhưng nơi đây mọi thứ diễn ra khá lịch sự và không xuồng xã như ở bên Nhật Bản. Tôi nghĩ rằng đoạn video này có thể bị cắt ghép rồi, anh chàng có thể đã tiêu tốn hơn 1.000 yên cho dịch vụ ở nơi đây. Ôi, cô gái nào cũng xinh đẹp, bảo sao cửa hàng này luôn đông khách, tôi nghĩ không phải vô tình anh ta lạc vào quán này rồi. Tôi muốn họ thắp đèn lên, nhìn quán này thật là tăm tối và nhiều con gái, nó sẽ khiến người ta nghi ngờ. Tôi sẽ đặt một chuyến bay sớm nhất đến Việt Nam và mong rằng anh hãy chia sẻ cho tôi địa chỉ quán cắt tóc này nhé. Tôi đã từng nghe đồn ở Việt Nam có rất nhiều tiệm cắt tóc bình dân, nhưng tôi chưa thấy tiệm cắt tóc nào bình dân như trong video này cả. Tôi đã từng ở thành phố Hồ Chí Minh có những quán cắt tóc mà hàng tuần bạn sẽ muốn đi dù tóc bạn không dài. Những cô gái trong video thật xinh đẹp, nếu là ở Việt Nam lâu, anh nên xin số điện thoại cô ấy để cắt tóc thường xuyên. Và vừa rồi, A đã tổng hợp lại những bình luận đáng chú ý nhất của cư dân mạng Nhật Bản sau khi xem hết video trải nghiệm dịch vụ cắt tóc thiên đường ở Việt Nam. Các bạn thấy chứ, đa phần chỉ có mấy anh con trai nhảy vào bình luận và hỏi địa chỉ quán này mà thôi. Anh nào cũng bảo Việt Nam sẽ là điểm đến sắp tới và sẽ đặt chân tới quán cắt tóc này. Nhìn các cô nàng chân dài trông mờ lem thế cơ mà. Bảo sao bây giờ các anh con trai đi cắt tóc mà các chị cứ cấm suốt thôi. Thực tế thì việc cắt tóc đi kèm các dịch vụ như thế này ở Việt Nam có lẽ đã không còn quá xa lạ nữa. Thậm chí họ còn có thêm cả dịch vụ xoa bóp, bấm huyệt kèm luôn. Nhưng tất nhiên là mức giá cũng cao hơn rồi. Tuy nhiên, nhiều nơi lại kinh doanh trá hình, cắt tóc mà không cần kéo, không cần tông đơ, chỉ cần vào trải nghiệm và ra về. Đã có rất nhiều cửa hàng như vậy bị lực lượng chức năng xử lý, nhưng chúng vẫn cứ âm thầm mọc lên. May là anh chàng trong video vào đúng nơi đúng chỗ, chứ anh ấy mà chui vào quán cắt tóc đèn mờ thì chắc là đoạn video này không được phép up lên YouTube rồi các bạn nhí. Còn mấy chị em thì chắc chắn sau khi xem xong đoạn video này sẽ cấm các anh con trai đi cắt tóc hoặc là phải đi cùng thì mới cho cắt mất thôi. Còn các bạn có cảm nghĩ ra sao sau khi xem hết video này? Hãy để lại bình luận của các bạn xuống bên dưới để cho mọi người cùng biết với nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!